Sau 4 tổ hợp giống lúa lai được công nhận thương hiệu quốc gia là LC25, LC212, LC270, VL20, hiện Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện những khâu khảo nghiệm cuối cùng để hoàn tất hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận thương hiệu lúa giống quốc gia mới cho tổ hợp giống lúa lai hai dòng LC18. Gần 10 năm kiên trì nghiên cứu chọn tạo với sự hợp tác hỗ trợ của chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu lúa lai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh đã cơ bản hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cho ra đời tổ hợp giống lúa lai 02 dòng LC18. Đầu tiên là tạo được cái dòng mẹ T18S, sau đó dựa trên nền cái dòng mẹ đó thì trung tâm cũng sử dụng một số cái nguồn vật liệu bộ dòng bố của trung tâm để lai cặp với lại cái dòng mẹ T18S. Đấy là một trong những cái mà bước đột phá của trung tâm, và đến thời điểm này thì cái dòng mẹ T18S là một trong những cái dòng mà đã được bảo hộ quốc gia về cái bảo hộ giống riêng đối với dòng mẹ. Kết quả khảo nghiệm cho thấy giống lúa lai hai dòng LC18 có hàng loạt ưu điểm nổi trội như thích ứng với biến đổi khí hậu, năng suất cao 8 đến 9 tấn mỗi 1 hecta, chất lượng gạo ngon hơn hẳn so với các bộ giống lúa lai do trung tâm sản xuất trước đó. Đối với lại lúa giống thì bao giờ ưu tiên về thứ nhất như là đối với lại là thời điểm hiện tại là năng suất, chất lượng và kháng chịu sâu bệnh. Đến thời điểm hiện tại thì đối với giống LC18 là cũng tương đối để đáp ứng được cái các cái tiêu chí của lúa lai. Ngoài giống lúa lai hai dòng LC18, trung tâm cũng tiến hành nghiên cứu chọn tạo bộ giống lúa thuần LC26 là giống lúa thảo dược chất lượng cao. Giống lúa này được khảo nghiệm 3 năm nay tại một số vùng trong tỉnh và các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Bắc Giang. Đối với cái giống LC26 nó có rất là nhiều ưu điểm. Một là về cái thời gian sinh trưởng là sinh trưởng ngắn và có khả năng thích ứng trồng tại các vùng sinh thái trong tỉnh. Trung tâm cũng đã gửi phân tích chất lượng gạo thì đánh giá là giống lúa LC26 này là có hàm lượng omega 3, omega 6 cũng như các loại vitamin, khoáng chất là đảm bảo là một giống lúa có chất lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Khi giống lúa lai hai dòng LC18 được công nhận là thương hiệu lúa quốc gia sẽ là tiền đề để năm 2024 tới đưa ra sản xuất đại trà, đồng thời tạo động lực để Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai tiếp tục nghiên cứu chọn tạo thành công những bộ giống lúa tốt, phục vụ cho nhu cầu canh tác của nông dân và góp phần làm phong phú bộ lúa giống của quốc gia.